Phần đầu tiên á thì à, tôi xin lướt sơ qua về cái định nghĩa về đau. À, cái định nghĩa về đau từ năm 1963 đã có những cái định nghĩa về đau. Nhưng mà những cái định nghĩa đó nó rất là dài. Nhưng nó vẫn còn mang một cái giá trị cho đến những thập niên sau này. Thì người ta vẫn dựa vào những cái uh, ý, những cái... Uh, nội dung của cái định nghĩa từ năm 1963 đến năm 2011 thì IASB đó là một cái tổ chức nghiên cứu về điều trị đau người ta đưa ra một cái định nghĩa về đau đó là một cái kích thích về cảm giác và cảm xúc không có dễ chịu và có thể liên hệ với lại một cái tổn thương mô sẵn có của cơ thể ví dụ như là mình mà phẫu thuật mình bị tai nạn giao thông, mình có một cái chấn thương, mình có một cái tình trạng viêm làm biến dạng khớp, hoặc là mình có một cái uh, bệnh lý của vùng uh, cuộc sống thắt lưng, mình trượt đốt sống, hoặc là mình bị thói quá đốt sống, mình thói quá khớp gối, thì cái đó được định nghĩa đó là những cái tổn thương mô mà có sẵn trên cơ thể. và cái đau mãn tính đó, thì uh, tại sao gọi là mãn tính thì người ta lấy cái mốc mà tại sao gọi là chữ mãn tính là người ta lấy cái thời gian mà đúng mà đúng ra thì cái mô đó nó sẽ được lành nhưng cái mô đó có thể lành hoặc không có thể lành nhưng vẫn để lại một cái di chứng đau thì người ta lấy cái mốc đó để uh, phân biệt đó là một cái đau mãn tính hay là một cái đau cấp tính hay là một cái đau bán cấp và cái thời gian trước đây á, từ năm 1980 cho đến mãi đến năm 2000 thì người ta vẫn lấy cái mốc là 6 tháng sau khi một cái cái đau mà kéo dài 6 tháng thì được đưa được gọi là một cái đau mãn tính nhưng đến năm 2011 thì người ta lại lấy cái mốc đau và người ta sau nhiều cái nghiên cứu thì người ta nghĩ là cái mốc đau 3 tháng được sau khi một cái đau mà kéo dài 3 tháng thì nó cái đau đó hầu hết nó sẽ trở thành một cái đau mãn tính và kéo dài dai dẳng suốt cuộc đời của bệnh nhân. Nhưng uh, trong một số nghiên cứu thì người ta vẫn giữ cái mốc là 6 tháng để uh, tiện trong cái việc mà điều trị hoặc là đánh giá cái đau. Về dịch tễ thì uh, ở Việt Nam chưa có thực sự là chưa có một cái cái một cái uh, một cái nghiên cứu nào mà cho nó rõ ràng để đưa ra được cái tần suất đa mãn tính. Năm một năm 2018 thì có một cái nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Thanh Thanh Thủy đánh giá cái tỷ cái tần suất đa mãn tính của người của thành của dân cư thành phố Hồ Chí Minh thì đưa ra con số là 34% những cái người trưởng thành là có cái đa mãn tính và ở đây thì tôi lấy cái 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 tần suất của cái của người ở Mỹ thì tại vì ở Mỹ nó có những cái nghiên cứu nó chặt thì tôi lấy cái tần cái cái, cái tần suất đó là nó khoảng 20,5% phần trăm người trưởng thành ở Mỹ có cái đau mãn tính và phân nửa cái số đau này thì nó có ảnh hưởng tới cái công việc và cái đời sống hàng ngày các vị trí đau thường thì là ở chi dưới ở lưng ở chi trên vùng đầu và cái vùng mà răng hàm mặt là ít đau nhất và cái chi chi phí mà để đối diện với này một cái đau chi phí về thuốc men về phẫu thuật ngay và những cái chi phí mà bệnh nhân không đến làm việc với chi phí mà thất nghiệp hoặc là chi phí nuôi dưỡng cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân nó lên tới 560 tỷ đô la trong năm 2010. Thì ra thì đưa ra cái con số này thôi chứ thì ra tôi cũng không có biết được cái 560 tỷ đô la này nó lớn tới cỡ nào thì tôi cũng không biết được. Cái đó chắc phải hỏi bác sĩ Minh Anh chứ còn tôi thì tôi cũng không biết được. Về phân loại, ở đây thì tôi sẽ dừng lại một chút xíu để tôi nói kỹ về về cái phân loại này trước đây á trong cái phân loại đau bản tính thì người ta chia cái phân loại đau á nó làm bốn loại một cái đau là do kích thích quá mức cái thụ cảm thể đau đau do nguyên nhân thần kinh đau do tâm lý và một cái đau hỗn hợp đau hỗn hợp đó là nó có thể nó kết hợp hết tất cả các cái nguyên nhân này là gồm có đau cảm thụ đau thần kinh thì người ta xếp thêm một cái loại là đau hỗn hợp nhưng tới năm hai 11 thì người ta nhất trí trong cái hiệp hội IASB người ta đưa ra ba cái phân loại đau đó là đau cảm thụ, đau thần kinh và đau do tâm lý. Ở đây uh, có một cái uh, định nghĩa về cái đau tâm lý. Thực ra đưa cái định nghĩa đưa cái dịch cái chữ đau do tâm lý này á, thì nó không hoàn toàn là nó chính xác lắm. Nhưng mà uh, đối với lại cái cái từ ngữ Việt Nam thì tôi cũng không biết dịch cái. Cái, cái từ mà nocice plastic pain đó nó chính xác là như thế nào nên tôi cũng tạm đưa ra cái từ nocice plastic pain và từ và sau cái slide này thì tôi sẽ dùng cái từ nocice plastic pain chứ tôi không có dùng từ đau do tâm lý. Và cái đau do cái cái Noci plastic pain nó là một cái đau mà người ta không tìm thấy được một cái nguyên nhân thực thể. Đó là một cái thách thức đối với lại những cái chuyên gia làm cái cái cái, cái trong cái lĩnh vực đau này. Đối với lại tất cả các bác sĩ mà mà điều trị đau thì rất là đau đầu và rất là mất rất là nhiều thời gian đối với lại cái đau mà mình không tìm thấy bất kỳ một cái tổn thương cơ thể trên cơ thể hoặc là tổn thương về mặt thần kinh nhưng bệnh nhân cứ đến với phòng mạch đến với đài phòng khám than với làm cái đau và cái đau đó thật sự là có hiện hữu nhưng tổn thương mô thì mình không thấy được và trong cái đau mà Nosi plastic pain này á thì người ta thấy là có một cái sự thay đổi về cái cảm giác đau và thay đổi về cái trung tâm điều biến đau ở trung ương và các bệnh lý mà thường hay gặp và đưa đến những cái chẩn đoán mà rất là khó khăn trong việc điều trị đó là cái bệnh fibromyalgia hoặc là những cái bệnh lý mãn tính như là trong các bệnh lý cơ xương khớp như là viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp Uh, tất cả những cái thói hoặc, bệnh lý về thói quá khớp hoặc viên khớp đặng, dạng thấp đó đều có những cái phát đồ điều trị và khi mà đã giải quyết được cái nguyên nhân gây viêm hoặc cái nguyên nhân uh, biến dạng khớp đó nhưng bệnh nhân vẫn than uh, một cái đau dai dẳng và thậm chí không phải đau vô ngay ở những cái khớp mà gây tổn thương mà bệnh nhân có thể đau toàn bộ cơ thể từ những cái từ cột sống cổ từ vùng đầu từ vùng cột sống cổ vùng vai vùng ngực vùng thắt lưng và vùng chi dưới à, và cái bệnh một cái bệnh lý nữa là bệnh lý viêm đại tràng mãn viêm tụy mạn và đau dùng chậu bản tính tất cả những cái bệnh lý này đều, đều được xếp vô trong cái phân loại là cái nociplastic pain là tại vì tất cả những cái này thực sự là cũng không tìm thấy được một cái nguyên nhân rõ ràng gây ra những cái bệnh lý này. các yếu tố nguy cơ cái yếu tố nguy cơ thì có rất là nhiều yếu tố nguy cơ nhưng mà tôi xếp ra đây một số những yếu tố nguy cơ là điển hình ví dụ như bệnh nhân đã trải qua một cái cuộc phẫu thuật phẫu thuật đó có thể là một cái phẫu thuật rất là đơn giản như là mình có thể là mình nội soi ở cái vùng ổ bụng nội soi ở khớp gối hoặc là một cái phẫu thuật mà là thường gây đau mà mãn tính đối với người phụ nữ đó là mổ bắt con rồi một cái những cái bệnh lý về đa chấn thương những bệnh lý liên quan tới ung thư những bệnh lý liên quan tới những cái biến dạng của hồng và của gen những cái bệnh lý về tự miễn đái tháo đường rồi những bệnh nhân lớn tuổi mất khả năng vận động hoặc là bệnh nhân không thể chăm sóc được thì đó là một số những cái yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến cái cơn đau mãn tính về tâm lý thì có thể những cái bệnh nhân mà có tiền sử bị trầm cảm hay bản thân hiện tại bị trầm cảm không được kiểm soát những bệnh nhân mà rối loạn lo âu rối loạn giấc ngủ thì đó là những cái yếu tố làm trầm trọng hơn cái mức độ đau của bệnh nhân những người mà sử dụng các thuốc kích thích như là thuốc lá rượu rượu bia thuốc an thần thuốc gây nghiện hoặc là à, thậm chí ngay cả cà phê người ta cũng xếp vô trong cái loại là sử dụng chất kích thích rồi người tàn tật cô đơn những cái phẫu thuật nhiều lần và không có thành công sử dụng thuốc giảm đau lâu dài hoặc là hội chứng fibromyalgia cũng đó là một số những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái đau mãn tính về đánh giá đau thì uh, có rất nhiều những cái uh, phương tiện có rất là nhiều những cái bảng để đánh giá đau nhưng một trong những cái nguyên tắc mà uh, cách các các nhà làm lâm sàng trong cái lĩnh vực đau thì đều yêu cầu ngay cả ngay cả bệnh nhân cũng phải được giải thích rất là kỹ càng kỹ, kỹ để bệnh nhân phải tự đánh giá được cái mức độ đau của mình rồi những cái đau của mình nó có liên quan như thế nào đối với lại cái cuộc sống xung quanh của mình, liên quan tới những cái bệnh lý mà mình có thể là mình đã mắc phải thì cái đó là một cái trách nhiệm của những người mà làm lãnh vực đau các yếu tố có liên quan như là phải đánh giá rõ được cái thể chất, thể chất của bệnh nhân về tâm lý của bệnh nhân đời sống xã hội của bệnh nhân và cái giấc ngủ hiện tại của bệnh nhân nó có ảnh hưởng cái đau nó có ảnh hưởng tới giấc ngủ của bệnh nhân hay không hoặc là giấc ngủ trong giấc ngủ của bệnh nhân nó có khởi phát những cái cơn đau để làm cho bệnh nhân thức giấc không ngủ ngon hay không thì cái đó đó là mình phải giải thích rất là cặn kẽ để mình đánh giá được cái mức độ ảnh hưởng của cái cơn đau và ngoài ra thì một trong những cái mà mình cần phải 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 nắm đó là những cái bệnh lý mà có thể liên quan đến cái mức độ đau, ví dụ như các cái bệnh lý à, cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh, bệnh lý thợ, dạ dày, những cái bệnh lý về đường tiết niệu sinh dục, những bệnh lý chuyển hóa, những bệnh lý nhiễm trùng hoặc là bệnh lý tự miễn thì mình cũng phải đánh giá ở cái mức độ của bệnh nhân hiện tại, nó những cái bệnh lý này nó ở mức độ nào để xem, xem nó có ảnh hưởng đến cái độ trầm trọng của cái mà, mức độ đau của bệnh nhân không đến cái cường độ đau của bệnh nhân hiện tại hay không. một số những cái thang điểm À, những cái thang điểm này nó nó có nó có rất là nhiều cái thang điểm à, đối với lại nhi nó có thang điểm khác đối với lại người trưởng thành có thang điểm khác đối với lại những người lớn tuổi có thang điểm khác đối với lại những cái đau có liên quan tới à, hoạt động hàng ngày đối với lại cái cái cường độ đau của tuần trước cường độ đau có ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày của bệnh nhân hay không thì có rất là nhiều cái thang điểm đau và cái thang điểm đau này á mình đa số những nhà lâm sàng phải nắm thực sự là mình cũng không đưa ra cho bệnh nhân phải phải đánh giá nhưng mình phải nắm à cái đau này nó có thể nó ảnh hưởng đến một số những cái vấn đề như thế này để khi mà mình thăm khám mình hỏi bệnh nhân để xem là cái mức cái cái cường độ đau mức độ đau bệnh nhân đang ảnh hưởng đang mang đang hiện tại đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của bệnh nhân đa số những cái thang điểm này người ta thường áp dụng trong những cái nghiên cứu để làm những cái nghiên cứu thử nghiệm một cái phương pháp điều trị mới dùng một cái thuốc hay làm dùng cái một cái phương pháp không xâm lớn hay là xâm lấn như thế nào để mà đánh giá cho bệnh nhân chứ còn trên lâm sàng thì thực sự là cũng rất là khó để sử dụng À, về cái đường à, dẫn truyền cảm giác đau thì ở đây tôi sẽ không có nhắc kỹ lại nhưng à, tôi cũng xin nhấn mạnh hai cái vấn đề là các thuốc mà mình sử dụng á, nó đều có liên quan tới những cái đường dẫn truyền cảm giác đau ví dụ như đối với lại những đường cảm giác đau mà hướng tâm đi lên thì mình thường sử dụng những cái nhóm thuốc như thế nào đối với lại những cái nhóm thuốc mà ở ở cái đường ly tâm thì mình sẽ sử dụng như thế nào thì tôi chỉ nhắc sơ qua thôi thường thì những cái cái vấn đề này thì chắc các bạn cũng đã nắm rõ rồi về mặt uh, một cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây uh, trong cái buổi chiều hôm nay đó là cái vấn đề điều trị um, trong cái điều trị thì tôi sẽ phân phân ra cái điều trị tùy theo cái phân loại của bệnh nhân. thí dụ như mình đã đánh giá bệnh nhân đó, đó là một cái đau do uh, tăng quá mức các cảm thụ đau đau do nguyên nhân thần kinh hoặc là đau do hỗn hổ... hợp fan đó thì mình sẽ điều trị như thế nào thì là mình sẽ trước khi mà mình bước vô mình điều trị bệnh nhân thì mình phải phân loại cái đau của bệnh nhân để mình đưa đến một cái phát đồ đưa đến một cái hướng điều trị cho bệnh nhân theo về cái đau mà cảm thụ thì đây là một cái đau mà đầu tiên mà mình phải được xác định cái tổn thương đau của bệnh nhân như thế nào và mình giải quyết được cái nguyên nhân gây ra cái đau Thí dụ như đối với là những cái bệnh nhân mà có phẫu thuật có những cái phục hồi về cơ xương khớp trong các phẫu thuật thoái hóa khớp gối hoặc là trong các phẫu thuật mà gãy xương trong các phẫu thuật mà thoát vị đĩa đệm như thế nào đó thì mình phải xác định được cái nguyên nhân của cái cái đau đó có liên quan tới cái cuộc phẫu thuật đó hay không Rồi, một số những cái bệnh lý chuyển hóa là có phát đồ điều trị thí dụ như đối với lại bệnh nhân gút, Bệnh nhân đau, thường bệnh nhân đến với mình vì cái đau, vì cái viêm, cái sưng thì mình phải tìm ra được cái nguyên nhân gây ra đau, viêm, uh, sưng đó như thế nào để mà điều trị cái nguyên nhân gốc, hoặc là những cái bệnh lý viêm thì mình sử dụng thuốc kháng viêm. Về đau do nguyên nhân thần kinh và đau do nguyên nhân tâm lý là đau cái uh, cái cái, cái, cái pain đó đa số cái việc điều trị uh, dùng thuốc nó giống nhau nhưng trong cái việc mà điều trị mà không dùng thuốc thì nó khác nhau nên trong cái phần mà điều trị dùng thuốc thì tôi nhập chung vô hai cái cái đau do thần kinh và đau do nguyên nhân là nguyên nhân tâm lý vô chung một cái nhóm là mình có thể là mình dùng những cái biện pháp không dùng thuốc hoặc là dùng thuốc những cái thuốc trầm cảm hoặc là những cái thuốc mà chống động kinh để mà mình điều trị cái này thì tất cả những cái thuốc này thì tất cả các các bạn ở đây chắc là nắm rất là rõ thì cái vấn đề ở đây là cái việc mà không dùng thuốc thì mình sẽ phải đối diện với bệnh những cái bệnh nhân này như thế nào? Các định lý mà thường gặp trong cái đau do nguyên nhân thần kinh thì là mình hay gặp là đau uh, sau zona, đau do đau thần kinh do đái tháo đường, đau dây năm, đau thần kinh sau nhiễm trùng, thí dụ như như là những cái bệnh nhân mà bị viêm gan siêu vi C, nó có những cái đau uh, do do tổn thương những cái dây thần kinh cảm giác À ở đây á thì tôi sẽ dừng lại một chút xíu để để mình um, nói về một cái kinh nghiệm lâm sàng mà chắc các bác sĩ ở đây á mình nên để ý một chút xíu để mình uh, phát hiện sớm cho bệnh nhân. Có một số những cái bệnh nhân khi mà đến với phòng khám, người ta thay với mình đó, chỉ có một cái triệu chứng rất là đơn giản đó là bệnh nhân bị tê đầu chi. Uh, thường đó là ở chi trên, chi chi dưới thì rất là ít gặp t ở chi trên bàn tay ở các đầu ngón tay và khi mà mình đã mình điều trị hết tất cả các 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 thứ thuốc luôn rồi mình cho làm hết tất cả các à, cận lâm sàng mình cho đi đo điện cơ hay là mình cho đi chụp à, cũng sống cổ hay làm cho đi như thế nào mình nghĩ tới những cái bệnh lý có liên quan tới chèn ấy thì như thế nào thì tất cả đều là bình thường hết nhưng mà bệnh nhân á thì vẫn than với mình tê và cái tê đó càng ngày càng tăng thì thì tôi nghĩ là một trong những cái mà mình cần phải 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 xem xét đặc biệt đối với lại cái môi trường của Việt Nam đó đó là các bác sĩ mình nên đi làm cái xét nghiệm viêm gan siêu vi C cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị viêm gan siêu vi C mà gây tê và không tìm được tất cả các nguyên nhân gì mà gây chèn ép như thế nào đó, nó rất là cao đặc biệt là những cái bệnh nhân này mà khi mà đến khám mà tới lui hoài phòng khám thì mình nên lưu ý vấn đề này các phương pháp mà không dùng thuốc thì trước đây mình hay dùng những cái phương pháp phương pháp như là mình dùng vật lý trị liệu mình cho gặp các bác sĩ tâm lý trị liệu thôi thay đổi thói quen ăn uống mình có thể là mình chăm cú hoặc là các các biện pháp can thiệp khác Um, về vật lý trị liệu thì chắc các bác sĩ các bạn ở đây thì thường hay nghe là hay sử dụng các khi mình dùng thuốc thì mình hay kết hợp với lại vật lý trị liệu cho bệnh nhân đi làm vật lý trị liệu kéo giãn cuộc sống thắt lưng hay là bệnh nhân làm siêu âm hay là làm sóng ngắn gì đó để Uh, cải thiện cái 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 đau cho bệnh nhân thì mình nên lưu ý là các mục tiêu mình phải đưa ra các mục tiêu để điều trị của cái vật lý trị liệu nó như thế nào đó là để cải thiện những cái chức năng về thực thể và giúp cho bệnh nhân hoạt động tăng dần tránh gây cái tổn thương thêm và gây suy giảm chức năng để làm trầm trọng cái cơn đau mình nên đặt ra những cái mục tiêu khi mà mình gửi bệnh nhân đi làm vật lý trị liệu về thể dục trị liệu thì mình cũng có thể gửi bệnh nhân đi đến những cái trung tâm cộng đồng để tập vật lý trị liệu nhưng những cái trung tâm đó phải thật sự uh, mình tin cậy và và mình phải thật mình phải giải thích thật kỹ cho bệnh nhân với những cái bộ môn mà bệnh nhân có thể thực hiện hoặc là có thể uh, theo một cái bt hướng dẫn hay như thế nào tìm phải hướng dẫn là thật cụ thể và các bệnh lý nào thì nó sẽ phù hợp với lại các cái môn thể dục thể thao như thế nào thì các cái bài tập đó có thể là những cái bài tập yoga đi lát hoặc là các bài tập về thái cực quyền thì nó sẽ cải thiện cho những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý cơ xương khớp mãn tính kéo giảng thì mình vẫn uh, ngoài cái biện pháp là vật lý trị liệu dùng kéo giãn cuộc sống thắt lưng hoặc là kéo giãn cuộc sống cổ thì à, ngày hiện tại nó có một cái à, phương pháp sinh rất là à, được ưa chuộng mà mình, mình ở đây chắc là mình cũng nếu mà mình để ý thì mình thấy à, có rất là nhiều cái phòng khám của các bác sĩ mỹ đó là dùng các cái physiotherapy để kéo giãn cuộc sống thắt lưng thì những cái biện pháp đó nó rất là hiệu quả đối với lại những cái bệnh nhân mà có à, các bệnh lý về cơ xương khớp mà gây co rút những cái nhóm cơ tương ứng với lại các bệnh lý các liệu pháp về tâm lý à, đây là một cái vấn đề Tôi nghĩ là vấn đề rất là mới và một cái vấn đề mà mang tính chất rất là nhân văn trong việc à, điều trị cho bệnh nhân đa mãn tính. Và nó là, nó cũng là một cái cú cánh đối với lại các nhà mà làm về lĩnh vực đau. Tại tại vì á, à, đối với là một cái bệnh đối với một cái bác sĩ mà ngồi ngay phòng khám ngồi ngay một cái 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 cái, cái trung tâm mà để điều trị đau mà có một cái bệnh nhân mà cứ đau cứ đến mỗi tuần hoặc là mỗi hai tuần đến thang về cái đau của mình rồi được cắt một cái toa thuốc và một tuần lễ hai tuần lễ hoặc là một tháng nhưng mà bệnh nhân cứ quay tới quay lui trở lại và bệnh nhân hoàn không hề cải thiện về cái mức độ đau của mình và mỗi một lần thì cái mức độ đau mình có thể là trầm trọng hơn rồi nó có thể là nhiều cái kiểu đau nhiều hơn và ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân thì đó là một cái vấn đề rất là nan giải và đó là một cái vấn đề và làm cho các nhà lâm sàng trong lĩnh vực điều trị đau rất là đau đầu thì cái cái liệu pháp mà tâm lý trị liệu này tôi nghĩ đó là một cái cứu cánh cho tất cả chúng ta cũng như là cho bệnh nhân thì một trong những cái mới trong cái những cái năm gần đây đó là cái liệu pháp trị liệu hành vi nhận thức mình hay nghe cái, uh, hay dùng cái từ mà không không riêng vì trong cái lĩnh vực y tế mà ngay cả ở trong cái lĩnh vực kinh doanh hoặc là trong cái lĩnh vực uh, giáo dục thì người ta hay dùng cái chữ là CBT thì cái CBT nó là cái gì trong lĩnh vực y tế đó là một cái biện pháp mình thay đổi từ cái nhận thức của bệnh nhân để dẫn đến sự thay đổi về hành vi À, mình phải làm sao mình thay đổi được cái nhận thức của bệnh nhân, mình giúp cho bệnh nhân hiểu được đâu là những cái động những thí dụ nha, đâu là những cái tư thế có lợi và đâu là những cái tư thế bất lợi, đâu là những cái hoạt động những cái cử động có lợi cho cái việc làm ổn định cái cơn đau và đâu là những cái hoạt động mà nó có thể làm tăng đau và cái việc này không có, không thể, không, không thể và cũng không thể, không có khả năng mà có thể thay đổi trong một hoặc đến hai lần khám. một số những cái nghiên cứu ở nước ngoài thì người ta thấy để thay đổi một cái thói quen cho bệnh nhân thì ít nhất bệnh nhân đó phải được tập luyện về cái nhận thức và hành vi đó ít nhất là sáu tháng. tôi ví dụ một cái vấn đề như thế này đối với lại một cái bệnh nhân bệnh nhân bị đau cuộc sống thắt lưng bệnh nhân bị đau cuộc sống thắt lưng à, được chẩn đoán là bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm nhưng chưa đến mức độ là phải có chỉ định phẫu thuật bệnh nhân cứ đến liên tục cứ mỗi sau hai tuần hoặc là một tháng bệnh nhân đến tái khám vì cái đau và mình có thể các bác sĩ có thể cho đủ loại thuốc giảm đau thuốc giảm đau từ mức độ nhẹ cho đến trung bình À, các paracetamol hoặc là các paracetamol kết hợp với lại các thuốc nhóm gây nghiện nhẹ cho các thuốc giảm đau thần kinh cho các thuốc kháng viêm cho các thuốc giãn cơ cho tất cả và có thể phối hợp với lại tất cả các nguyên nhân đó nhưng bệnh nhân vẫn đau khi mà mình có thời gian để mà mình tiếp xúc với lại những bệnh nhân đó thì mình sẽ thấy một cái vấn đề như thế này là bệnh nhân đó có thể bệnh nhân có những cái nhận thức và những cái hành vi không đúng nói cụ thể ra là bệnh nhân có những cái thói quen không đúng. Không đúng là như thế nào? Là bệnh nhân có những cái thay đổi tư thế không đúng hoặc bệnh nhân có những cái uh, hoạt động hàng ngày không đúng như khi nằm muốn chuyển sang ngồi, bật dậy một cái một liền. Không có chuyển tiếp tư thế từ từ nằm sang ngồi rồi từ ngồi sang đứng bệnh nhân không ấy. Và bệnh nhân nghĩ là bản thân bệnh nhân phải làm sao làm được giống như trước đây và bệnh nhân cứ làm cái thói quen như vậy đó là một cái vấn đề mà thiệt ra tất cả các các bạn ở đây nhiều khi mình bỏ qua cái vấn đề đó hoặc khi mà muốn lấy hoặc là muốn nhấc một cái gì lên hôm cuối lấy liền cái đó là một cái thói quen mà được hình thành từ rất là nhỏ từ cái nhận thức lâu ngày nó chuyển thành một cái hành vi thành một cái thói quen luôn thành ra muốn thay đổi cái đó chuyện đó là hoàn toàn không dễ và khi mà mình nói chuyện với bệnh nhân hoàn toàn không không có khả năng mà thuyết phục được bệnh nhân thì ở à, trong những cái trung tâm giảm đau ở nước ngoài người ta có thành lập ra người ta phân loại ra cái, những cái bệnh nhân đó thành từng cái rút rút bệnh lý thí dụ như rút bệnh nhân là rút bệnh nhân đau đầu rút bệnh nhân là rút bệnh nhân bị đau thắt lưng rút bệnh nhân là bệnh nhân bị đau những cái à, khớp gối hoặc những khớp lân cận người ta chia thành từng lúc và từ những cái lúc đó người ta sẽ được gặp nhau định kỳ và một cái đợt như vậy đó, nó gồm có 12 section bệnh nhân phải đến 12 session thì tùy theo những cái bệnh lý đó là mỗi một tuần bệnh nhân sẽ đến một lần hoặc là 10 ngày bệnh nhân đến một lần và khi mà đến đó, những người hướng dẫn những các bác sĩ người ta hướng dẫn rất là đơn giản thôi chỉ cần việc à anh làm sao à cái người hướng dẫn đó người ta chỉ cho anh cái cách là là thay đổi tư thế từ ngồi chuyển sang nằm từ ngồi chuyển sang nằm hoặc thay hướng dẫn cho người ta cái cách mà người ta mặc cái quần dài vô như thế nào chỉ hướng dẫn như vậy thôi mỗi một cái sách sền nó có những cái bài tập như vậy khi rồi bệnh nhân về phải tập phải làm phải làm từ cái thay đổi về nhận thức đó để mà thay đổi thành hành vi, để người ta thay đổi cái thói quen a à, ngồi chuyển sang nằm thì như thế nào, muốn mặc một cái quần dài thì như thế nào, muốn khiên hoặc là muốn nâng một cái vật nặng là như thế nào. Và cái những cái buổi học đó nó kéo dài trong thời gian là khoảng 6 tháng thì 6 tháng là cái khoảng thời gian ít nhất có thể giúp cho bệnh nhân thay đổi từ một cái nhận thức để chuyển thành một cái hành vi và tôi nghĩ đây nó là một cái một cái một cái phương pháp điều trị rất là nhân văn và nó nó làm thật sự nó là một cái cú cánh cho tất cả các bác sĩ và giúp cho bệnh nhân càng ngày càng cải thiện bệnh nhân có thể sống chung với lại cái đau bệnh nhân không phải dùng thuốc nhiều mà bệnh nhân rất là tỉnh thức với lại cái đau của mình tôi nghĩ cái, cái vấn đề này là một trong những cái vấn đề mới trong cái lĩnh vực điều trong cái 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 uh, trong cái tiến bộ việc điều trị đau mà không dùng thuốc các cái cái các liệu pháp mà thay đổi này CBT này á nó cần có một sự phối hợp đa ngành về vật lý trị liệu về yoga rồi phải giáo dục cho bệnh nhân và có thể dùng thuốc hoặc là dùng những cái thủ thuật thủ thuật như là thủ thuật kéo nắng hay như thế nào mình sẽ hạn chế tới mức những cái tối tối đa những cái phẫu thuật mà có can thiệp lên trên người bệnh nhân các cái CBT này á, giúp cho bệnh nhân thay đổi về nhận thức và đưa đến thay đổi về hành vi mục tiêu của cái uh, cái 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 CBT này nhắm vào cái hành những cái hành vi và nhận thức không đúng đa số là mình phải có thời gian để mình ngồi nói chuyện để mình thấy những cái nhận thức và những cái hành vi nào không đúng của bệnh nhân mà ảnh hưởng tới làm khởi phát cơn đau làm trầm trọng lên cái mức độ đau mà các bệnh lý thường hay gặp đó là những cái bệnh lý về fibromyalgia những bệnh lý đau thấp đường tính hoặc là bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp các cái biện pháp khác như là biện pháp trị liệu về thân tâm biện pháp dinh dưỡng nắng chỉnh cuộc sống hoặc là chăm cú hoặc là kích thích thần kinh mà xuyên qua da đây là một trong những cái cái kích thích xung xung thần kinh mà qua da cái này thì nó nó áp dụng theo cái áp dụng theo cái nguyên lý là các ngưỡng cảm giác đau và cái phương pháp này thì nó cũng đã rất là lâu rồi nhưng mà hiện tại nó vẫn còn giá trị nó được áp dụng cho tất cả các dạng đau đau do cả tăng quá mức cảm thụ đau hoặc là đau do nguyên nhân tâm lý và một cái nữa là kích thích xung thần kinh xuyên sọ thì chút xíu nữa mình sẽ nghe cái, cái báo cáo viên tiếp theo sẽ nói kỹ về cái phần này về cái nguyên tắc chọn lựa thì mình vẫn phải phải tuân thủ theo là phân loại đau đó là như thế nào đau đó có phải là đau do thù cảm thấy đau đau do nguyên nhân thần kinh hay không thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ chọn lựa những cái thuốc như thế nào và một cái nguyên tắc nữa là mình sẽ rất là hạn chế khi mà sử dụng các cái thuốc uh, giảm đau mà gây nghiện từ gây nghiện mức độ trung bình đến nặng đối với là những cái đau mãn tính các thuốc giảm đau thì chắc cái, cái cái thuốc này thì tất cả các chúng ta đều nắm rồi các thuốc giảm đau thông thường như là acetaminophen các thuốc chống trầm cảm các thuốc ức chế tái hấp thu người thuốc chống co giật hoặc là các thuốc mà được áp với trên da như là các thuốc kháng viêm à, dạng thoa hoặc là các thuốc à, giảm đau lidocaine mà dạng à, dạng cái miếng dán cái bát tới dán lên trên da à, một cái nguyên tắc nữa là mình sẽ phải hạn chế tới mức tối đa cái thuốc sử dụng các thuốc mà gây nghiện từ mức độ trung bình đến nặng đối với những cái đau mãn tính Uh, một trong những cái uh, dẫn đến cái thành công trong cái việc điều trị đau đó là mình phải đặt ra cái mục tiêu và các cái mục tiêu đó cho bệnh nhân và mục và bác sĩ và bệnh nhân cùng hướng theo cái mục tiêu đó thực sự ra không có một cái 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 phương pháp điều trị đau nào đối với lại cái đau mãn tính mà có thể triệt tiêu hoàn toàn cái cơn đau không thể không có một cái cái bác sĩ nào mà có thể dám khẳng định với lại bệnh nhân là tôi có thể điều trị cho bệnh nhân hết đau hoàn toàn đối với lại cái đau mãn tính cái đó là một cái một cái câu mà mình nên ghi nhớ là đừng bao giờ nói với lại bệnh nhân cái câu đó và mình nên để một cái cửa mở cho mình là mình chỉ làm sao cho bệnh nhân giảm đau và bệnh nhân có thể hài lòng với lại cái mức độ đau thấp nhất mà bệnh nhân hiện có thôi chứ mình đừng bao giờ mình hứa hẹn với bệnh nhân là à, tôi sẽ dùng đủ biện pháp để làm sao mà cho bệnh nhân hoàn toàn hết đau cái chuyện đó là chuyện không thể nào có thể làm được à, tóm lại trong cái việc điều trị đau hiện nó có một cái bản tóm tắt để làm một cái guideline trong cái việc điều trị đau thì trong cái trong cái cái bản tóm tắt này thì tôi thấy nó nó rất là là nó cũng không đến nỗi là rớt nhưng mà ha, nó có những cái tha những cái khác biệt đáng kể so với lại những cái uh, gai lai những cái uh, bước mà điều trị trước đây trước đây á trong cái việc mà điều trị mà không dùng thuốc á, thường cái dùng thuốc người ta thường hay đặt lên trên và cái dùng không dùng thuốc á, thì là nó là chỉ là một cái việc điều trị hỗ trợ khi mà điều trị dùng thuốc á, nó không có hiệu quả nhưng sau này thì cái việc mà điều trị trị không dùng thuốc á nó có rất là nhiều phương pháp và hả người ta người ta rất là quan trọng trong cái quá trình mà điều trị cho một cái đau mãn tính cho bệnh nhân ví dụ như đối với đàn cái đau mà mình đã giải quyết được cụ thể á thì là mình cũng phải mình cũng phải duy trì khi mà nó có yêu cầu còn nếu mà một cái đau mà mình đã dùng thuốc rồi ở một cái mức độ và vừa phải đúng với lại cái cơ chế gây đau mà vẫn còn gây đau thì lập tức mình sẽ phải áp dụng rất là nhiều cái biện pháp không dùng thuốc mà mình có thể áp dụng cho bệnh nhân, là mình phải áp dụng ngay cho bệnh nhân. Khi tất cả những cái biện pháp này mà không có hiệu quả thì mình mới bắt đầu mình sẽ nhảy bật để mà mình điều trị cái 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 cơn đau cho bệnh nhân. Thì trong cái nhảy bật đó đối với lại những cái đau mà do nguyên nhân thần kinh đó thì nó sẽ có những cái thuốc uh, mình có thể dùng đơn trị liệu hoặc là đa trị liệu trong cái việc mà điều trị đau do nguyên nhân thần kinh. Tùy theo cái tính chất đau. Thí dụ như đối với là những cái bệnh nhân mà đau sau zona thì mình phải hỏi thật là kỹ cái tính cái kiểu đau của bệnh nhân. À, không biết ở đây á, mình đã có từng theo dõi và mình điều trị cho một cái bệnh nhân nào đau sau zona và mình sẽ mình mình mình, mình uh, có thời gian để mình hỏi thật kỹ cái kiểu đau của bệnh nhân hay không là là tại sao là như vậy trong từng cái thuốc mà giảm đau của uh, thần kinh đó ví dụ như cái thuốc giảm đau ức uh, chế ba vòng hoặc là các thuốc mà kích thích các uh, à, chống động kinh thì tùy theo nếu mà các bạn hỏi thật kỹ uh, Cái kiểu đau của bệnh nhân như thế nào á uh, thì các bạn sẽ dùng thuốc nó hiệu quả tới cỡ đó Thí dụ đối với lại những cái cơn đau Uh, sau zona mà mình nghe bệnh nhân nói là bệnh nhân bị đau giật hoặc là đau cơ uh, lâu lâu nó giật một cái giống như là điện giật hoặc là nó nóng rần lên một cái rất là khó chịu thì cái thuốc mà rất là hiệu quả đối với lại cái những cái bệnh nhân đó đó là những cái thuốc chống động kinh còn đối với này, những cái đau mà bệnh nhân than á là bệnh nhân cứ đau âm ỉ cứ râm rang cứ như là kiến bò cứ chăm chăm xích chích, chích, chích miết á cả ngày cả đêm thì chính cái thuốc chống trầm cảm ba dòng nó là một cái rất là hiệu quả đối với lại bệnh nhân nói như vậy để làm gì để mình thực sự ra đối với lại bệnh nhân đa mãn tính mình không khám được các gì cái gì đâu các bạn mình không khám được cái gì bất thường đâu rất là ít có những cái gì bất thường chỉ có ngồi mình nghe bệnh nhân nói và mình hỏi bệnh nhân về cái kiểu đau thì chính những cái cái kiểu đau những cái lời khai của bệnh nhân nó là người thầy của mình nó giúp cho mình chọn lựa cái thuốc để mà mình điều trị à, một cái cuối cùng thì tôi nghĩ nó cũng rất là thời sự đó là cái cái dịch covid nó ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái việc điều trị đau thì tới hiện tại tới bây giờ trong qua hai năm dịch thì chưa có một cái nghiên cứu nào nó liên quan giữa cái nghiên cứu về cái liên quan sao bệnh nhân bị mắc covid với lại cái đa mãn tính nhưng người ta thấy là có hai cái vấn đề có, có liên quan đó là một đối với lại những cái bệnh nhân mà bị covid sau khi bị covid thì một trong những cái thay đổi đó là những cái đau mà mãn tính bệnh nhân sẽ thấy mức độ đau nó trầm trọng hơn cường độ đau nó tăng lên thì người ta thấy ra được cái vấn đề đó và một cái vấn đề hai thứ hai mà covid nó có thể ảnh hưởng đến cái việc điều trị đau mãn tính là do cái việc mà giới hạn trong cái việc điều trị đau nên có thể làm mức độ đau của bệnh nhân tăng lên, cường độ đau của bệnh nhân tăng lên và cái tính chất đau của bệnh nhân tăng lên, thì đó là hai cái ghi nhận của những cái nhà làm lâm sàng trong lĩnh vực đau người ta ghi nhận được sau cái dịch covid. Đó là tất cả những cái nội dung mà tôi muốn gửi đến, gửi ấm tới các bạn.